Trên một chuyến tàu đến Hội An khoảng 400 năm trước đây, có hai giáo sĩ dòng tên được cử đến một xứ lạ mà họ chưa từng biết đến. Cả Alexandre de Rhodes và Girolamo Maiorica tưởng rằng mình chỉ tạm thời ghé nơi đây để học hỏi kinh nghiệm truyền giáo trước khi đi Nhật Bản. Họ đâu ngờ rằng khoảnh khắc đó sẽ thay đổi cuộc đời truyền giáo của cả hai người khi số phận mang họ đến với đất nước và con người Việt Nam. Cuộc đời đưa đẩy họ tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa Việt ở cả hai miền Nam Bắc. Cả hai đều truyền giáo ở đàng trong rồi ra đàng ngoài. Để rồi, họ trở thành những người đặt nền móng cho lịch sử chữ quốc ngữ của cả một dân tộc. Tuy nhiên, khi nhìn vào toàn bộ lịch sử thăng trầm đó, từ điểm khởi đầu cho đến ngày nay, có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Nổi bật nhất có lẽ là hai luồng ý kiến cho rằng chữ quốc ngữ được hình thành với mục đích sử dụng như một công cụ xâm lăng của thực dân. Và luồng ý kiến thứ hai, chữ quốc ngữ là một thành tựu văn minh, là tinh hoa được đúc kết sau hơn 400 năm lịch sử. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai thì tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng Spider Room chúng mình cùng tác giả Châu Nát và những nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Kiều Ly trong cuốn sách Lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1615 đến năm 1619 bởi Omega Plus mong muốn mang đến cái nhìn trọn vẹn nhất về sự phát triển của chữ quốc ngữ Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm chuyển giao từ chữ Nôm và chữ Hán thành các ký tự Latin như chúng ta sử dụng hiện tại. Cuối cùng, các câu hỏi về chủ đề này bao gồm: chữ viết mà người Việt đang sử dụng hiện tại trong thế kỷ 21 đã trải qua lịch sử như thế nào? Bị chối bỏ rồi được chấp nhận ra sao? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong những nội dung tiếp theo sau đây để có được cái nhìn đúng đắn nhất. Hiện tại huy hoàng của chữ quốc ngữ. Để hình dung về tầm quan trọng của chữ quốc ngữ với người Việt hiện nay, có lẽ cách dễ dàng nhất là chúng ta nhớ về sự kiện ngôn ngữ có liên quan tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền diễn ra vào cuối năm 2017. Ông Bùi Hiền lúc bấy giờ là một nhà quản lý giáo dục đã về hưu. Ông dành quãng đời hưu trí để theo đuổi một mục tiêu nghiên cứu cá nhân mang tên cải tiến chữ quốc ngữ. Đây là nghiên cứu được vận hành bằng tiền túi của ông và làm việc trong lĩnh vực chuyên môn hẹp. Nó đã từng được ông đề xuất trên một tờ báo vào năm 1995 nhưng không mấy ai quan tâm. Năm 2017, sau một cuộc hội thảo, nó một lần nữa được lên báo. Những tưởng ở lần đăng đàn này, nghiên cứu ấy cũng sẽ chỉ nhận được phản ứng bình thường tương xứng. Nhưng không, nó đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khủng khiếp trong dư luận. Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng trở thành làn sóng sỉ nhục. Nhưng rốt cuộc, ông Bùi Hiền đã phạm phải tội gì? Hình sự không, dân sự cũng không, hay ít nhất là đi ngược lại luân lý xã hội? Tất cả đều không. Cái tội mà ông ấy gây ra là dám sửa chữ viết của ngôn ngữ dân tộc. Một bài báo dẫn ý kiến của một chuyên gia văn hóa đã xác nhận điều này. Chuyên gia Trần Trung giải thích đây là một phản ứng có tính chất tự vệ văn hóa. Tiếng Việt, bao gồm tiếng nói và chữ viết, không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà đã trở thành một sản phẩm văn hóa. Khi cộng đồng đã dành hết tình yêu cho một đối tượng, thì sẽ phản ứng vô cùng mạnh mẽ đối với nguy cơ tình yêu đó bị chia sẻ. Thực chất, đó là phản ứng tự nhiên, lành mạnh của cộng đồng, xuất phát từ tình yêu đối với tiếng mẹ đẻ. Lời giải thích của vị chuyên gia văn hóa trên đã nói chính xác vào vấn đề. Bằng việc sửa đổi chữ viết của ngôn ngữ dân tộc, ông Bùi Hiền đang tấn công vào bản sắc dân tộc. Bất kể rằng hành động của ông có thiện ý, nhưng đối với những người muốn duy trì bản sắc dân tộc, thì tấn công vẫn là tấn công, và trước đòn tấn công, dĩ nhiên họ sẽ phải phòng thủ. Kết quả là làn sóng sỉ nhục dồn dập như chúng ta đã biết. Sự kiện này cũng hé lộ với chúng ta một vài điều nữa. Thứ nhất, bản sắc dân tộc là cái quan trọng đến mức để bảo vệ nó, người ta sẵn sàng phá bỏ một truyền thống khác, như là sẵn sàng sỉ nhục một người đáng tuổi cha hoặc ông của mình. Thứ hai, việc duy trì bản sắc dân tộc bằng mọi giá đang dựa trên giả định rằng bản sắc dân tộc là cái không được và không thể thay đổi. Nó là cái mà mỗi thành viên dân tộc được thừa hưởng từ những người sinh ra mình, rồi sau đó truyền giao nó lại cho những thế hệ con cháu. Quá trình này bắt buộc mỗi cá nhân phải trung thành với bản sắc cũ, bởi thay đổi đi thì nó không còn là thứ tài sản giống với tổ tiên mình từng có nữa. Nói cách khác, bản sắc dân tộc là thứ đại diện cho quá khứ và tương lai của những người cùng mang bản sắc ấy. Có một điều cần lưu ý ở đây, việc sửa đổi chữ quốc ngữ của ông Bùi Hiền và việc sửa đổi một hệ thống chữ viết nói chung đều không ảnh hưởng gì đến ngôn ngữ gắn liền với chữ viết này cả. Ba thành tố cấu thành một ngôn ngữ là từ vựng, đơn vị ngôn ngữ đi kèm ý nghĩa nhất định, ngữ âm, cách phát âm các đơn vị ngôn ngữ, ngữ pháp, mối quan hệ giữa các đơn vị ngôn ngữ trong câu và cụm từ, và chữ viết không thuộc những bộ phận cấu thành ấy. Chữ viết có thể rất khác,
nhưng tiếng nói thì vẫn như thế. Chữ viết là thứ rất gần gũi với ngôn ngữ, đến mức được người dân ưu ái cho làm bản sắc dân tộc ngang với ngôn ngữ. Nhưng về cốt lõi, nó chưa bao giờ có được mức độ quan trọng ngang bằng. Tiếng Việt chúng ta đã từng có một bộ chữ viết khác gọi là chữ nôm. Nếu có ai thắc mắc bây giờ chữ nôm đi đâu, thì xin thưa, nó đã bị ruồng bỏ. Vì sao nó bị ruồng bỏ? Vâng, vì người Việt xưa không coi trọng nó. Thực kiện về chữ nôm minh họa chính xác cho sự chênh lệch trong tầm quan trọng giữa ngôn ngữ và chữ viết. Trước thế kỷ thứ 19, ngôn ngữ hành chính và nghệ thuật của chúng ta là tiếng Hán. Chỉ trừ một số trường hợp cá biệt như là nhà Hồ và nhà Tây Sơn, nhưng mà thời gian này rất ngắn ngủi. Điều này xảy ra do ảnh hưởng sâu sắc của nho học. Các văn bia, sách sử, tài liệu hành chính còn được lưu lại đều cho thấy chúng được viết bằng chữ Hán, ngay cả trong những thời kỳ người Việt đã có chữ nôm. Trong lĩnh vực nghệ thuật, văn thơ tiếng Việt có, nhưng luôn sống trong tâm thế khiêm nhường nếu so với văn thơ tiếng Hán, khiêm nhường cả về số lượng lẫn thái độ. Ngay đến Nguyễn Du khi viết truyện Kiều cũng đề cập thơ bạt rằng: "Lời quê chấp nhặt rông dài, mùa vui cũng được một vài trống canh." Cho thấy tự ông không coi truyện Kiều là tác phẩm nghiêm túc của mình, trái ngược với rất nhiều tác phẩm tiếng Hán mà ông viết. Đến thời kỳ thuộc địa, theo Phạm Thị Kiểu Ly trình bày trong cuốn sách lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1615 đến năm 1919, tiếng Việt có vị thế cao hơn một chút khi được dùng trong hành chính và giáo dục song song với cả tiếng Pháp vào những năm 1880. Mãi đến sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì tiếng Việt mới trở thành ngôn ngữ hành chính duy nhất ở Việt Nam. Như vậy, những cảm xúc người Việt có với tiếng Việt như hiện nay hóa ra chỉ mới được hình thành tầm 80 năm. Con số quá nhỏ so với diễn ngôn rằng nước Việt Nam đã có văn hóa 4.000 năm. Tuy nhiên, để đến được ngày hôm nay, chữ quốc ngữ đã phải trải qua một lịch sử đầy thăng trầm. Quá khứ đầy thăng trầm của chữ quốc ngữ. Nếu tìm hiểu lịch sử của chữ quốc ngữ lúc mới ra đời, đến khi chúng được nâng tầm thành chữ viết dân tộc, chúng ta sẽ thấy vô cùng nhiều những thay đổi, chớ trêu và có lẽ đối với những người giàu tinh thần dân tộc thì có thêm cả cảm giác thù địch nữa. Vấn đề đầu tiên, chữ quốc ngữ ra đời nhằm phục vụ cho tham vọng của thực dân. Vào thời kỳ khai phá, hai đế quốc thực dân đầu tiên là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã ký kết một hiệp ước để chia nhau khai phá các vùng đất xa lạ. Động thái đầu tiên của họ là cử những nhà truyền giáo đến truyền giáo nhằm làm bàn đạp cho công việc thuộc địa hóa sau này. Trong công cuộc truyền giáo, các nhà truyền giáo phải học ngôn ngữ bản địa. Họ sử dụng bảng chữ cái Latin để ký âm và soạn ngữ pháp cho các ngôn ngữ ấy. Việt Nam cũng như toàn châu Á thời bấy giờ nằm dưới sự bảo hộ của đế quốc Bồ Đào Nha. Việc ký âm Latin được các nhà truyền giáo áp dụng rộng rãi cho mọi đất nước mà họ đến, chứ không riêng gì Việt Nam. Khi nhắc đến chữ quốc ngữ, người ta thường ghi công cho Alexandre de Rhodes. Nhưng de Rhodes không phải là tác giả duy nhất của bộ chữ viết này, mà ông chỉ là người có công lớn nhất trong việc hệ thống hóa nó qua quyển từ điển này, hay còn được gọi là từ điển Việt Bồ La. Chữ quốc ngữ là thành quả lao động của rất nhiều giáo sĩ dòng tên đến từ Bồ Đào Nha, Ý và Pháp. Mà người trước tiên nên được biết đến là Francisco de Pina, vì ông là người đầu tiên thông thạo tiếng Việt và đặt những viên gạch đầu tiên trong việc ký âm Latin đó. Vấn đề thứ hai, chữ quốc ngữ khi mới được ra đời khác rất nhiều so với bây giờ. Như các khán thính giả của Spider Room có thể thấy, chữ Nguyệt và chữ Trăng được viết hoàn toàn khác nhau. Quyển từ điển ấy còn cho thấy sự tồn tại của 4 tổ hợp phụ âm đầu trong các từ đang được hiển thị ở trên màn hình. Rõ ràng là bây giờ những từ này không còn tồn tại trong chữ quốc ngữ hiện đại. Lý do cho sự có mặt cũng như là sự biến mất của chúng nằm ở chính tiếng Việt. Đó là ngày xưa tiếng Việt có những âm ấy, nhưng bây giờ thì không có nữa. Nói cách khác, cách phát âm của người Việt ngày xưa và bây giờ có sự khác biệt nhất định, và sự khác biệt ấy được phản ánh qua cách ký âm. Sự khác biệt này không đủ lớn để chúng trở thành hai ngôn ngữ khác nhau. Giả sử chúng ta ngày nay nghe được người xưa nói chuyện thì cũng sẽ hiểu được phần nào. Đọc chữ viết cũng sẽ hiểu nếu vừa đọc vừa đoán, nhưng chắc chắn cảm giác xa lạ là không tránh khỏi. Và sự xa lạ này, nếu so sánh với sự xa lạ trong bộ chữ của ông Bùi Hiền gây ra, có lẽ là tương đương. Vậy nên việc tìm hiểu lịch sử chữ quốc ngữ rất có thể sẽ làm dấy lên cảm giác thù địch ở những người giàu tinh thần dân tộc. Và nếu như cho rằng chữ quốc ngữ vào năm 1651 qua từ điển Việt Bồ La là quá xa xưa, nên sự xa lạ ấy là dễ hiểu và chấp nhận được, thì chúng ta hãy thử tua nhanh đến năm 1927 với tác phẩm Đường Cách Mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn chứng này cho chúng ta thấy hai điều: rằng cách đây chưa tới 100 năm, chữ quốc ngữ vẫn chưa thống nhất viết là C hay K cho phụ âm đầu.
và rằng tiếng Việt khi ấy phát âm cũng không giống hệt bây giờ. Qua âm tiết mệnh trong từ cách mệnh mà bây giờ chúng ta luôn đọc và viết là cách mạng. Vấn đề thứ ba, sự lên ngôi của chữ quốc ngữ ở Việt Nam là con đường không hề bằng phẳng. Theo cuốn sách Lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1615 đến năm 1919 của tác giả Phạm Thị Kiểu Ly, từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, chữ quốc ngữ hầu như không có ảnh hưởng bên ngoài phạm vi tôn giáo. Khi còn trong phạm vi tôn giáo, nó được dùng để dạy cho các giáo sĩ bao gồm cả người Việt và các trường dạy chữ bắt đầu thành lập ở Việt Nam. Thế nhưng, vì chính sách không thân thiện với Kitô giáo, đặc biệt là ở đàng trong, việc dạy chữ không hề suôn sẻ. Chẳng hạn, năm 1682 ở Kiên Lao, một trường học vừa dựng lên đã sớm bị quan quân thiêu trụi. Thực dân Pháp chính thức xâm lược Việt Nam vào năm 1858 khi đổ bộ lên cảng ở Đà Nẵng. Bắt đầu từ đây, trang sử mới của chữ quốc ngữ mở ra, nơi sức ảnh hưởng của nó bắt đầu vượt ra ngoài tôn giáo, dấn sân sang lĩnh vực chính trị và cuối cùng là trở thành bản sắc dân tộc. Thực tế, cái tên chữ quốc ngữ chỉ ra đời vào giai đoạn này. Trước đó các giáo sĩ gọi đó là ký tự châu Âu và ký tự Latin. Hai cái tên này bản thân chúng cũng có sức ỷ riêng. Chúng vẫn được sử dụng trong thời gian dài sau khi cái tên chữ quốc ngữ có mặt. Ban đầu, việc đưa chữ quốc ngữ vào môi trường giáo dục phổ thông không hề xuất phát từ lợi ích của dân tộc Việt Nam, mà nó xuất phát từ nhu cầu đào tạo thông ngôn cho người Pháp. Những học sinh đầu tiên học chữ quốc ngữ chính là giới binh lính Pháp, và sở dĩ người Pháp chọn chữ quốc ngữ thay vì chữ nôm bởi vì nó quen thuộc và dễ học hơn với người Pháp. Nhưng cần đặc biệt lưu ý rằng, khi người Pháp phổ thông hóa chữ quốc ngữ, họ đang theo đuổi một mục tiêu kép. Một mặt, họ cần đào tạo thông ngôn để tiếp cận với người bản xứ. Mặt khác, họ ý thức rõ ràng về thực tế chính trị rằng giới bình dân và giới tinh hoa ở Việt Nam bấy giờ đang không dùng chung ngôn ngữ với nhau. Bởi giới tinh hoa biết song ngữ, nhưng với các việc lớn họ đều dùng chữ Hán. Trong khi đó, đối tượng mà người Pháp muốn gây ảnh hưởng chính là dân chúng. Họ muốn thông qua dân chúng để tăng cường sự hiện diện của văn hóa Pháp. Vậy nên nói tóm lại, những mục đích đầu tiên của chữ quốc ngữ đều do các đế quốc thực dân khởi xướng và phục vụ cho mục đích thuộc địa hóa của họ. Những nỗ lực của người Việt chỉ bắt đầu dự phần khi mà các trường dạy chữ đã được thành lập. Chớ trêu thay, một trong những người Việt đầu tiên và cũng là một trong những người có công lớn nhất truyền bá chữ quốc ngữ chính là học giả Petrusky, hay còn được gọi là Trương Vĩnh Ký. Ông là người đặc biệt có tài trong lĩnh vực ngôn ngữ, học tới 10 ngôn ngữ, làm giám đốc trường thông ngôn, là tác giả của hàng trăm tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ và pháp ngữ. Công lao của ông với chữ quốc ngữ là không thể phủ nhận. Nói về sự đón nhận chữ quốc ngữ trước khi các trường học được mở, chúng ta có thể phân ra làm hai luồng quan điểm, từ cả người Pháp lẫn người Việt. Luồng quan điểm thứ nhất ủng hộ với lý do là chữ quốc ngữ dễ học và nó góp phần làm suy yếu ảnh hưởng từ Trung Quốc lên thuộc địa của Pháp. Luồng thứ hai phản đối vì không muốn ảnh hưởng của tôn giáo can thiệp quá sâu vào chính trị, và vì không muốn xóa bỏ bản sắc văn hóa của người Việt Nam bây giờ là nho học và chữ Hán. Đại diện tiêu biểu cho quan điểm này là Nguyễn Đình Chiểu, là người giàu tinh thần dân tộc. Cụ Đồ Chiểu kịch liệt phản đối chữ viết thực dân và dứt khoát đòi lại chữ Hán. Không những thế, cụ dường như tẩy chay mọi loại văn hóa ngoại lai, bất kể chúng tốt hay là xấu. Nhưng như thảy chúng ta đã biết, lịch sử đã cho câu trả lời. Chữ quốc ngữ đã được chọn và không lâu sau đã lên ngôi một cách mạnh mẽ. Hai luồng quan điểm thời bấy giờ cái nào cũng có lý riêng của nó, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng luồng quan điểm ủng hộ chữ quốc ngữ, với những ký hiệu Latin được đông đảo mọi người đón nhận, đặc biệt là người Pháp, những người có quyền quyết định khá lớn trong thời điểm này của lịch sử, nên đã thắng thế. Thảy những điều này đã nói lên rằng, bản sắc văn hóa là cái có thể thay đổi chứ không hề đứng yên. Thậm chí nó thay đổi nhanh hơn chúng ta vẫn tưởng. Và việc trang bị kiến thức lịch sử có thể giúp chúng ta tránh đi vào những lối tư duy trớ trêu và hiển nhiên sai lầm. Và đó là những quan điểm ngắn gọn trong toàn bộ bức tranh lịch sử về sự hình thành, phát triển và những thăng trầm của chữ quốc ngữ tại Việt Nam. Một trường hợp đặc biệt ở Đông Á khi chữ viết bị ảnh hưởng rất lớn bởi những tác động bối cảnh chính trị xã hội. Ngoài ra, để tìm hiểu kỹ càng và đầy đủ hơn nguồn cội chữ viết mà chúng ta đang dùng hàng ngày, các bạn có thể ghé phần mô tả hoặc là bình luận được ghi ở video này và đặt mua cuốn sách Lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1615 đến năm 1919 cùng với cuốn sách 100 câu hỏi về lịch sử chữ quốc ngữ bởi tác giả Phạm Thị Kiều Ly để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!